Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Tôi Online. Và hôm nay Cậu Vàng sẽ giới thiệu anh em một con game mobile có tên gọi là Luyện Yêu Ký, đang được phát hành tại Việt Nam. Và như anh em đã thấy trên màn hình thì đây là một con game mang đề tài phong thần về các cái vị thần. Nhưng mà mình điểm thú vị đó, mình có xem quảng cáo trên những cái hình như anh em đã thấy màn hình ấy, thì chúng ta có cả Sơn Tinh và Thủy Tinh. Đấy, mình không biết là nó như thế nào, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ thiên về phong thần của Trung Quốc nhiều hơn. Ở đây thì mình đã tải game và vào game rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm khám phá thử xem cái tên Luyện Yêu Ký này nó như thế nào nhá. Chúng ta sẽ đi phong thần này. Đó. Mình không hiểu tại sao là đề tài phong thần lại có Sơn Tinh Thủy Tinh. Đấy là một điều rất là thú vị. Tức là sẽ có những cái nhân vật thần thoại của Việt Nam ở trong cái con game Luyện Yêu Ký này. Con game này thì mình thấy là cũng khá là đông người chơi. Đấy. Và nó sẽ có phiên bản dành cho cả iOS lẫn Android nha. Các bạn chỉ cần lên Google Play và App Store đánh chữ Luyện Yêu Ký nó sẽ ra. Đây là một con game do TTH Game phát hành tại Việt Nam. TTH Game thì đã phát hành một số con game như kiểu là Dragon Age, Bóng Đêm Thức Tỉnh hay là Long Bá Ba Quy. Đó. Chúng ta sẽ vào game này. Như anh thấy là chúng ta sẽ có một con game chơi kiểu màn hình dọc. Đây, đồ họa 2D. Nét vẽ theo mang hơi hướng là chibi. Được cái là mình thấy là cái hiệu ứng kỹ năng nhìn rất là đẹp luôn. Đó. Và nếu mà nhìn nhân vật chiến đấu như này thì mình có thể nhận ra là các cái tướng ở trong game này ấy, đây sẽ là một con game đấu vẻ thẻ tướng, 5 tướng ra trận. Và mỗi tướng thì nó sẽ có những cái thuộc tính tương khắc lẫn nhau. Đây là điểm mình nhận xét khi mà đây là cái phần gọi là phần giới thiệu cốt truyện của game nha. Các bạn có thể nhìn thấy là các cái hiệu ứng kỹ năng của nhân vật làm rất là đẹp. Đó, rất là đẹp nha. Đây, mình sẽ bảo game đặt tên này. Cậu Vàng 69, nhân vật nữ. Rồi, chúng ta sẽ một cái giao diện này. Chơi màn hình dọc này, các bạn hoàn toàn dùng một tay để chơi. Ta sẽ đi khiêu chiến. Con game này nó sẽ tích hợp cái thể loại game rảnh tay nhá. Các bạn chủ là auto thôi. Và kể cả là tự động chiến đấu ngay khi anh em offline. Rồi, chúng ta về thành chính này. Đây, thành chính này. Ta có các cái hộp quà này, nhận thưởng này. Đó, chúng ta sẽ có tướng đây. Tướng thì các bạn có thể thấy là nó sẽ chia ra các cái tộc. Nhân tộc, tiên tộc, yêu tộc, thần tộc và ma tộc. Đó. Ngoài ra các bạn có thể tăng cấp cho tướng này. Mặc trang bị cho tướng này để tăng lực chiến này. Rồi tăng sao. Cái phần phát triển nhân vật thì mình thấy là cũng khá là đơn giản thôi. Chủ yếu là chúng ta sẽ dùng tài nguyên để tăng cấp tướng, rồi lắp trang bị cho tướng, rồi tăng sao. Cách nâng cấp tướng nó cũng khá đơn giản của dòng game rảnh tay. Ra đi thưởng vật, tiếp tục đánh vật ải này, qua vật ải này. Đấy, nhận thưởng trang bị này. Khi mà các bạn level 10 thì mở thêm một tính năng bạo hiểm, 15 thì mở tiên minh. Rồi chúng ta pháp bảo nữa. Vì là game để tướng thì chúng ta sẽ có phần quay tướng. Đó, anh em để quay tướng này. Ủa, được thẳng thứ 5 sao luôn, đắt kỷ luôn anh em ạ. Đắt kỷ. Đó, rất là sexy. Cho tướng ra trận này. Mình sẽ nói sâu hơn về phần bố trận, bố trí đội hình ở trong game này sau. Đây, mình đang chơi theo cái phần hướng dẫn của game. Ta cứ chơi theo phần hướng dẫn của game đi. Đấy, chủ yếu ban đầu anh em làm nhiệm vụ để lên cấp nhá. Đây, chúng ta đi nâng cấp tướng này. Nâng cấp tăng bậc, mở khóa kỹ năng. Rồi lại đi chiến đấu. Đó, cách chơi khá là quen thuộc. Nói chung là những cái game nhập vai thẻ tướng kết hợp với dòng game rảnh tay đang rất là thịnh hành tại Việt Nam hiện nay. Bởi vì nó cách chơi nó đơn giản, không tốn thời gian quá là nhiều. Rồi, chúng ta sẽ đi nâng cấp tướng này. Rồi, hết cái nguyên liệu này nâng cấp rồi. Mặc đồ nhanh này. Rồi, chúng ta có pháp bảo này. Đây, đội hình chính này. Đây, đội hình này các bạn lưu ý một chuyện đó là nếu mà... Đây, các cái thuộc tính nó sự tương khắc lẫn nhau nha. Đấy, như anh em thấy là... dụ là nhân tộc khắc... yêu tộc thì khắc nhân tộc thì khắc thần tộc,
rồi chúng ta có ma tộc này nọ nữa, sẽ có hai cái thuộc tính khác nhau và nó sẽ gây thêm 25% và 20% chính xác nếu mà khác nhau. À, tiên tộc, nhân tộc khác tiên tộc khác yêu tộc đó. Ngoài ra khi mà các tướng cùng tộc ra trận thì các bạn sẽ được cộng thêm các chỉ số. Đấy, nó chỉ cần lưu ý như vậy thôi. Còn về cách chơi thì mình nghĩ là khá là quen thuộc, khá là đơn giản rồi. Đã level 4. Các bạn có nút chiến nhanh này, nhận thưởng nhanh này. Đó, game rảnh tay bao giờ nó có phần này. Level 6 rồi. Các bạn có thể có nguyên liệu thì đi nâng cấp tướng nhá. Để mở khóa thì các bạn phải nâng bậc 1. Khi bạn nâng lên 30 thì bạn phải nâng bậc thì mới có thể nâng tiếp được. Đăng nhập 7 ngày nhận thưởng này. Ưu đãi hạn giờ. Tính năng, các cái tính năng như kiểu nạp rồi là VIP, game sẽ tặng các bạn VIP 0 và các bạn có thể nạp lên VIP 10 nhá. Mặc đồ vào. Tăng cấp này, đó về bên phải tăng bậc sẽ cần cái đá tăng bậc này. Sau đó anh em có thể tiếp tục nâng cấp tiếp. Đấy, có thể quay tướng này. Quay tướng thì các bạn nên quay 10 lần nhá. Thì tỷ lệ ra tướng ngon thì sẽ cao hơn. Chúng ta sẽ có 3 loại triệu hồi là triệu hồi cơ bản, triệu hồi hữu nghị và triệu hồi cao. Thỉnh thoảng nó sẽ cho free anh em quay tướng. Mình có 3 tướng rồi. Tạm thời anh em cứ dùng mấy tướng cùi trước nếu mà anh em chơi vui vui. Đấy, nâng bậc tướng này này. Mở khóa kỹ năng mới. Rồi, ta sẽ bày trận. Lưu trận này. Rồi, đánh tiếp. Cách chơi khá đơn giản luôn. Ôi, quá khỏe. Ban đầu quá khỏe luôn. Chúng ta sẽ mở tính năng là diễn võ thường này. Đây, một số tính năng nó sẽ hiển thị như thế này. Các bạn để vuốt vuốt trên màn hình để mở để xem một số tính năng nhé. Chúng ta sẽ có tính năng đấu PvP xếp hạng này. Đó, mọi thứ nó diễn ra hoàn toàn auto thôi. Để đấu xếp hạng này các bạn hạng càng cao thì nhận thưởng càng nhiều. Có một điều là khi mình click vào như vậy đấy, nó hơi bị đứng một lúc, mình nghĩ là do game. Đó, các bạn thấy không? Bị đứng này. Không biết là do game hay là do bản thân là cái thiết bị của mình nó bị. Mình nghĩ là do game nhiều hơn. Chúng ta sẽ tiếp tục để khiêu chiến nhé. Nhận thưởng nhanh này. Đấy, thỉnh thoảng nó bị đơ khi mà ấn vào chiến đấu ấy. Thật ra thì nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều, nhưng mà đôi khi là cũng sẽ ức chế với một số người. Mình nghĩ là do game thôi. Ta sẽ tiếp tục đánh càng cao lên thì sau này các bạn khi mà các bạn offline ấy, đánh AFK ấy, thì các bạn sẽ nhận thưởng càng nhiều nhé. Đây là bảng chat này. Giờ là rất là cũng khá là đông người chơi nha. Game này cũng khá là đông người chơi nha. Ta có phần tầm bảo này. Để quay ra các cái một số vật phẩm. Anh em có thể tăng bậc tướng này. Dùng cái mảo chiến nhanh thì các bạn sẽ nhận thưởng nhanh, đỡ mất thời gian hơn. Đó, level 9 rồi, sắp level 10 rồi anh em nhé. Level 10 chúng ta sẽ mở tính năng mạo hiểm lên. Tiên minh kia có thể là bang hội, mình nghĩ là bang hội. Về số lượng nhân vật thì chúng ta, đây có phần đội hình gợi ý này.
có rất là nhiều nhân vật, Na Cha này, đấu chiến thắng Phật là Ngộ Không này, Thạch Cơ này, Hoàng Tuyền, Ngọc Đế, đó rất là nhiều nhân vật. Các ở đây game cũng gợi ý các bạn các đội hình khác nhau. Và chúng ta có Sơn Tinh này, à có luôn Sơn Tinh nhá, Hoàng Tuyền này, wow, cũng có Sơn Tinh Thủy Tinh luôn anh em nhá. Đây chúng ta sẽ có dẫn cũng khá nhân vật. Tướng cao nhất ở trong game này là tướng đỏ nha các bạn. Trắng, xanh lá, xanh dương, tím, vàng và đỏ. Đó, tướng cao nhất là tướng đỏ. Thì các bạn lưu ý, chúng ta mình thấy là cũng khá là nhiều, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 4 là 32, mà mỗi tộc đều có rất là nhiều. Thế này khoảng mình nghĩ cũng khoảng 7-80 nhân vật. Đấy, để tha hồ anh em sưu tập. Đấy, đang bậc tướng này, nâng cấp. Đó, cách chơi rất là quen thuộc của dòng game rảnh tay luôn. Đó, mình sẽ cố gắng lên level 10 để mở xem cái tính năng mạo hiểm. Còn về gameplay thì mình thấy là quen thuộc, chơi rất là quen luôn. Nhìn chung thì đánh giá chung của mình thì đồ họa đẹp, rồi gameplay cũng khá là quen thuộc. Rồi chúng ta có tính năng thật lung linh tháp này, tính năng leo tháp, các bạn thể leo tháp. Đó, cái này thì tùy thuộc cả lực chiến, càng to thì các bạn leo lên tháp càng cao, nhận thưởng càng nhiều. Đánh thì là auto hết rồi. Đấy, chúng ta có phần mạo hiểm này, chúng ta có phó bản ngày này, rồi luân hồi vô tận, bí cảnh côn lôn. Cũng không quá nhiều hoạt động nhỉ. Đấy là phần mạo hiểm thôi. Thực ra nó sẽ có một số cái hoạt động như đá tam sinh này, tàng bảo cát này, một số cái nữa, sơn hải kinh. Đó còn tùy thuộc level của các bạn nữa. Ok, thì trên đây là một cái trải nghiệm nhanh. Game nó hơi bị giật giật, hơi khó chịu một chút khi mà click vào một số tính năng ấy. Là trải nghiệm nhanh của cậu vàng đối với con game Luyện Yêu Ký này, một con game mang đề tài phong thần nhưng mà cũng có cả Sơn Tinh Thủy Tinh của Việt Nam luôn. Thì bạn nào mà quan tâm tựa game này có thể lên Google Play và App Store tải game và chơi thử nhá. Không biết là anh em sau khi xem video này của mình thì anh em đánh giá con game Luyện Yêu Ký này thế nào, các bạn hãy comment phía dưới cho cậu Vàng biết. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của mình. Đừng quên like, share, chia sẻ video cũng như subscribe để ủng hộ cho kênh Tô Game Online nha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye.